khỏe và tài chính luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong cuộc sống. Đây cũng là vấn đề được Danco Group đặc biệt chú trọng, nhất là trước bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp và nguy hiểm. Làm sao để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ nhân viên mà vẫn đảm bảo được thể hiện tài chính luôn là vấn đề được ban lãnh đạo tập đoàn trăn trở quan tâm. Hãy cùng chúng tôi đến với số tiếp theo trong series Danco Group giữ lửa mùa giãn cách số 6 để cùng tìm hiểu về tinh thần vượt qua đại dịch Covid-19 của người Danco. Sức khỏe của nhân viên là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng, năng suất làm việc và hiệu quả hoạt động của tập đoàn. Thấu hiểu điều đó, ban trợ lý phối hợp với ban hành chính nhân sự, ngoài các công việc chuyên môn còn đảm nhận một việc quan trọng, đó là chăm lo sức khỏe cho cán bộ nhân viên. Ban trợ lý cùng ban hành chính nhân sự đã đến văn phòng đều đặn mỗi ngày, liên hệ, đăng ký nhiều nơi, nỗ lực, cố gắng để toàn thể cán bộ nhân viên tập đoàn được tiếp cận với nguồn vaccine sớm nhất có thể. Chính sức khỏe mới là sự giàu có thực sự, không phải vàng và bạc. Mặc dù đã được tiêm phòng vaccine, tập đoàn còn thường xuyên cho cán bộ nhân viên xét nghiệm PCR cho những người phải thường xuyên trực chiến ở văn phòng. Danco tiếp cận với cả cái vaccine sớm hơn các doanh nghiệp khác. Cảm phục cái sự nhìn xa trông rộng và cái ứng phó rất nhanh của Danco trước cái đại dịch này. Chúng ta vẫn duy trì làm việc online hàng ngày, sự tương tác giữa các phòng ban vẫn vô cùng là sôi động. Chúng tôi phải vừa đảm bảo công việc, lại vừa đảm bảo sức khỏe cán bộ nhân viên. Cán bộ nhân viên cần phải đi ra các tỉnh làm việc với các sở ban ngành rất nhiều. Vì vậy nên là cái hoạt động xét nghiệm Covid thì cũng diễn ra thường xuyên. Chúng tôi thường làm bố trí cho cán bộ nhân viên vào hàng tuần. Thì với cái tinh thần và ý chí của người Danco thì cũng đủ kinh nghiệm và cái năng lượng để có thể vượt qua đại dịch. Ban trợ lý thì công việc hơi đặc thù hơn một chút là sẽ phải sát với cả lãnh đạo và để hỗ trợ các công tác giữa các phòng ban lên đến lãnh đạo. Thế cho nên là ban trợ lý cũng phải cố gắng là sẽ làm trực tiếp nhiều hơn, thì cũng được hỗ trợ bằng nhiều thứ, ví dụ như là bên mình thì đa số là đã tiêm 2 mũi rồi nên việc di chuyển nó cũng sẽ dễ hơn. Và còn theo cái xu hướng phát triển chung của tập đoàn nữa, vì là tập đoàn đang đặt mục tiêu phát triển rất là mạnh vào cuối năm nay, cho nên là không thể nào mà dừng lại vì bất cứ một lý do gì, kể cả là Covid. Tất cả các phòng ban đều đang phải nỗ lực hết mình, thì ban trợ lý sẽ phải cố gắng để hỗ trợ được các phòng ban để mọi thứ sẽ được suôn sẻ nhất. Song song với việc nâng cao sức khỏe, ban lãnh đạo tập đoàn cũng đặc biệt chú trọng tới vấn đề đảm bảo tài chính. Theo thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp, thì đại dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng tới hơn 70% doanh nghiệp. Giảm nhân sự, giảm lương, nhưng tại Danco Group, toàn bộ cán bộ công nhân viên vẫn luôn được nhận 100% lương. Ban tài chính kế toán vẫn luôn làm việc hết công suất để đảm bảo lưu thông huyết mạch kinh tế của tập đoàn. Túi tiền của doanh nghiệp nó phải thông suốt thì doanh nghiệp mới có hơi thở để sống. Thứ nhất là quan trọng nhất là chúng tôi phải có cái sự phân công công việc một cách đầy đủ. Cái thứ hai là mỗi nhân viên kế toán nó là một cái bộ máy tổng hợp. Các bạn có thể làm công việc của tất cả các bộ phận khác. Cách quản lý của chúng tôi là chúng tôi không bao giờ nhìn vào con số hay nhìn vào cái deadline hay nhìn vào một cái thời hạn nào đấy, mà chúng tôi quản lý theo công việc, cái dòng máu của công việc nó vẫn chảy trong các bạn dù các bạn có ở đây hay không ở đây. Cái túi tiền trong một gia đình nó rất là quan trọng. Thì ở Danco cũng vậy thôi. Chính vì vậy mà cái yếu tố quan trọng hàng đầu mà phòng kế toán đặt ra đó là phải đảm bảo cái huyết mạch của từng gia đình. Vì vậy là chúng tôi đã cố gắng là không để chậm lương của một người cán bộ nhân viên một ngày nào. Bộ phận về tài chính kế toán ấy, thì chúng tôi cũng cố gắng tương tác và cố gắng làm việc hiệu quả nhất đối với các phòng ban khác để làm sao để công việc nó trôi chảy. Tôi hy vọng rằng sau cái đợt dịch này thì tập đoàn Danco sẽ có những bước phát triển vượt bậc hơn nữa. Với tinh thần trách nhiệm cao, năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong công tác, ban tài chính kế toán luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo tài chính vững vàng và ổn định tâm lý của cán bộ nhân viên. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, thử thách mùa Covid-19 sẽ rèn luyện bản lĩnh, tinh thần của người Danco. Với sự quyết liệt từ ban lãnh đạo trong việc quan tâm, chăm lo cả vật chất và tinh thần cho toàn thể cán bộ nhân viên, đã và đang truyền lửa tinh thần nhân văn, truyền lửa nhiệt huyết và quyết tâm để mỗi người Danco chung một khát khao được chứng minh năng lực và cống hiến.